đã có 5 vị tướng của Nga và một người đại tá cảnh sát đã bị ông Putin sa thải theo một cái báo cáo từ bên Moscow đưa ra. Theo RBC đưa tin thì ông Putin vào ngày thứ hai vừa qua đã ban hành một cái sắc lệnh khiến cho 5 tướng lĩnh tại Bộ Nội vụ của Nga đã bị cách chức ngay lập tức. Newsweek đưa tin như trên. Báo cáo này được đưa ra hơn 3 tháng sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lăng vào lãnh thổ của Ukraine. Các lực lượng của ông Putin đã phải chịu những cái sự thất bại rất là nặng nề về mặt quân sự và không thể nào mà chiếm được thủ đô Kiev của Ukraine. Vào đầu tuần này thì có những cái thông tin cho rằng cái đoạn mà ghi âm cái cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai người đại tá của Nga đã bị rò rỉ mà chúng tôi đã loan báo cho quý vị vào tuần trước, bao gồm những cái lời chỉ trích đầy những cái sự gay gắt đối với ông Putin và các người thành viên trong bộ nội các của ông Putin ở Điện Kremlin. Ngoài ra thì cũng có những cái thông tin cho rằng cái cuộc nói chuyện điện thoại đã bị giới tình báo của Ukraine chặn lại và cho thấy một số những người binh lính của Nga đã bất mãn và suýt một lần đã tính sát hại một vị đại tá tướng lãnh của họ vì đã đưa ra cái lệnh bắt buộc những người lính của Nga phải ra tiền tuyến để mà chiến đấu, tại vì họ sợ rằng là cái sự việc này sẽ dẫn đến cái chết là một cái sự dĩ nhiên. Và tờ báo Newsweek thì cho biết rằng cái cơ quan RBC vào thứ tư vừa qua đã đưa tin đã có một cái bản sao cái sắc lệnh của ông Putin đưa ra, và cái sắc lệnh này đã liệt kê chức vụ và những người nào đã bị cách chức. Thưa quý vị, thì nguyên một cái danh sách toàn tên tuổi của 5 vị tướng và một ông đại tá nằm trong cái báo cáo này. Vào tháng trước thì ông Putin được cho là đã sa thải hai người chủ yếu cấp cao, đó là trung tướng ông Sohi Keso, người từng chỉ huy cái tập đoàn xe tăng cận vệ số 1, và phó thượng tướng ông Igor Osipov của hạm đội của Biển Đen. Ông Osipov đã bị sa thải sau cái chiến hạm Moskva của Nga đã bị đánh chìm. Điều này làm cho Điện Kremlin rất là bị mất mặt. Tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng, không có mặt trong cái lễ duyệt binh vào ngày chiến thắng ngày 9 tháng 5 vừa qua, đánh dấu cái sự chiến thắng của Liên Xô trước lực lượng của Đức Quốc xã khi xưa. Tuy nhiên thì ông Gerasimov được cho là vẫn còn hiện diện, vẫn còn mặt trong lực lượng quân đội của Nga, thưa quý vị. Thì Putin thì hay sợ mất mặt đó, nhưng mà chúng tôi hay giễu là mặt gã vẫn còn đấy chứ mất đi đâu. Nhưng mà vấn đề quý vị, một người mà đầy kiêu hãnh và kiêu căng thì lúc nào cũng sợ rằng mình bị xuống giá. Chính vì ông ta đang ở cái thế là cưỡi cọp đó, bây giờ rút cuộc chiến không được. Và như vậy thì trong khi biết bên Hoa Kỳ và bên Âu Châu càng ngày càng giúp vũ khí thì chất trên cuộc chiến nó sẽ chưa ngưng được, quý vị thấy không? Rất khó. Và đặc biệt hai bên nói là có thể đàm phán nhưng bên nào cũng đòi những điều kiện quá khắc nghiệt thì rất khó. Giả như bên Nga thì họ cứ đòi vẫn chiếm tất cả những vùng họ đang chiếm đó và sẽ đóng đô ở đó. Và thì quả nhiên là chúng ta thấy mấy ngày nay họ muốn đánh thật nhanh này, vậy để mà có càng chiếm được đất bao nhiêu càng tốt, chiếm được lãnh thổ, chiếm được dân, và lúc đó sẽ sát nhập luôn với Nga đó. Thì còn ngược lại bên ông Zelensky thì cũng tuyên bố là chúng tôi sẽ không nhường bất cứ một tấc đất nào. Thực ra người ta thấy cái triển vọng mà đi đến cái đàm phán chưa được đâu, và người ta, những chuyên gia về chiến tranh đều nói cuối cùng cái cuộc chiến đó nó có thể nó đi giống bên tình trạng Nam Hàn với Bắc Hàn đó, thưa quý vị, cuộc chiến 50-53 đó, có nghĩa là hai bên nhiều khi đành phải ngừng đi ở một cái điểm nào đó tạm gọi là đình chiến. Nhưng rất may là từ mấy chục năm nay cái hai cái nước đó, hai cái nước mà Bắc Hàn, Nam Hàn đó, nó thù hằn một vài cái lẻ tẻ nhưng mà nó không có cái cuộc chiến lớn. Chứ thực ra họ chưa có hoàn toàn đình chiến, nhưng quý vị, tạm ngừng thôi chứ chưa phải là một cái hiệp kết thúc chiến tranh. Nó tóm lại là cái giữa Nam Hàn, Bắc Hàn là chưa kết thúc chiến tranh. Chính vì thế nó vẫn có cái vùng căng thẳng, là cái vùng tôi nói đó. Đó, cái vùng mà phi quân sự đó, mà ông Trump đã xuống hẳn đó và đi chung với ông Kim Jong-un đó. Đó, thì vấn đề chính là cái điểm đó mà người ta nói có thể là cái cuộc chiến này người ta tin đoán có thể nó kết thúc như vậy đó. Hai bên đành tạo ra một cái vùng nào đó giống như vùng phi quân sự đó, rồi bên Ukraine cuối cùng cũng đành phải để cho Nga nó giữ cái phần Donbass đó, thì có thể cuộc chiến sẽ tạm ngưng. Còn nếu không thì cái kiểu này đánh rất khó. Và đây cái bản tin chúng tôi muốn nói đến bản tin là Hoa Kỳ đó, sau khi đã hứa cho Kiev những cái tên lửa tương đối tối tân nhưng yêu cầu bên Kiev á, bên Ukraine đó, phải bảo đảm không dùng cái đó để tấn công vào lãnh thổ Nga. Nhưng mà thực ra câu nói này quý vị cũng vô ích. Bây giờ bất ngờ ông tấn công thì làm gì bây giờ, quý vị thấy không?
sau khi đã cung cấp rồi, vì ông này ông ly, bây giờ thì ông hứa vì ông cần, ông nói ok, chúng tôi sẽ hòa bình, không có tấn công phía Nga, nhưng mà nay mai ông quân tấn công thì làm gì bây giờ? Thành thể vấn đề đó, chúng ta thấy là cuối cùng nó đi cái cuộc đối đầu, người ta nói đúng, bây giờ kể như hai vũ khí rồi, vũ khí Mỹ và Nga đang đối đầu nhau, và Ukraine chỉ là một cái playground, một cái chiến trường để hai bên thử vũ khí thôi.